Chào các bạn đến với Thảo Bán Quy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh Tarot thứ hai nữa là Tarot Bán khu vườn nhỏ của Andy. Đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Đối với Tarot Bán Quy thì mình làm chủ yếu về solo phát triển bản thân vào đón tuần, vào đón tháng. Thì hôm nay sẽ là chủ đề là check các mối quan hệ xung quanh ha, kiểm tra các mối quan hệ xung quanh. Mình cũng không mặc định ở đây là mối quan hệ nào ha, thì đó các bạn cứ chọn ha, tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì mình sẽ để đáp vào sau. Xin chào các bạn, chào từ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì check các mối quan hệ xung quanh ha. Các bạn có nữ hoàng gậy, Judgment, một kiếm. Mình thấy ở thời điểm hiện tại thì các mối quan hệ xung quanh của các bạn mình nghĩ tương đối ổn. Nó ổn luôn chứ nó không hẳn tương đối đâu, nhưng mà tại do mình thói quen của mình thôi. Thì mình nghĩ là thứ nhất á, là những cái người xung quanh bạn ở thời điểm hiện tại đại đa số đều là những người mình nghĩ họ không đối xử tệ với bạn, không đối xử tệ, không có hiềm khích. Mình cũng không có cảm thấy là ác cảm hay là những cái năng lượng mà theo kiểu giống như là ganh tị, đố kỵ, ganh ghét, ghét bỏ hay hoặc là có ý đồ xấu với mấy bạn. Mình cảm thấy là họ khá là để tâm, họ khá là hướng về bạn, hoặc ít nhất là tệ nhất là nước sông không phạm nước giếng ha. Mình không có cảm thấy nó mang tính gọi là có ý đồ hoặc là gây hại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là ở đây có hai cái năng lượng nam với nữ mà mình thấy khá là quan trọng. Năng lượng nữ thì mình thấy có thể có một cái người nữ nào đó rất là muốn hỗ trợ hoặc là tạo điều kiện hoặc là kiểu giống như là nâng đỡ bạn, hoặc nói chung là mình cảm thấy họ kiểu giống như họ cảm thấy hài lòng với những cái gì bạn thể hiện. Ở đây thì mình không mặc định là công việc hay là trong mối quan hệ bình thường, chị em hay là trong những cái mối quan hệ bạn bè ha. Mình không quan trọng lắm về cái chuyện đó mà mình đọc cái năng lượng thôi. Thành ra mình cảm thấy có người họ muốn hỗ trợ, họ muốn nâng đỡ, họ thấy hài lòng với những gì mà bạn làm. Họ cảm thấy bạn làm được việc, họ cảm thấy bạn có những cái đóng góp, những cái tính cách mà người ta cảm thấy giống như là, giống như ở trong đây là giống như cái bà này với cái nhỏ này á, nhìn vô theo kiểu giống như là giống như con lớn rồi, má có thể gọi là má thấy con cũng giỏi rồi, má thấy con cũng làm được rồi, kiểu giống vậy. Thì mình cảm thấy cái năng lượng của cái người này, dĩ nhiên nó cũng không phải là má con mà cũng có thể là má con, nhưng ý mình cảm thấy ở đây đó là một cái sự chăm bẵm, đó là một cái sự hài lòng với những gì mà bạn đã và đang đóng góp và đã và đang làm. Cái thứ hai nữa là mình thấy cái năng lượng của người nam là Judgment ha, và một kiếm. Thì Judgment ở đây nó cho mình một cái cảm giác đó là cái người này họ tương đối tung hứng với bạn là chính. Và cái kiểu năng lượng của người này là kiểu tung hứng luôn. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là bản thân của họ là một cái kiểu người mà nó hơi xã giao, bạn nó hơi kiểu biết cách xã giao, nó hơi kiểu biết cách gọi là lấy lòng người khác, hoặc là nó hơi sợi lỡi. Nhưng mà cái sợi lỡi của người này là sợi lỡi theo kiểu là nếu mà mình nói gọi là nó toan tính thì nó cũng không phải là toan tính, nó theo kiểu sở lợi mà theo kiểu để lấy lòng người khác, mà theo kiểu thảo mai á, thì nó cũng không phải là thảo mai. Nhưng mà nổi hỏi mình có thật lòng hay không, kiểu giống như ví dụ như mình có thật lòng muốn chơi với bạn hay không thì chưa chắc. Ở đây không hẳn là muốn chơi, ở đây là xã giao ha. Và cái kiểu sở lợi này là cái kiểu sở lợi nó khéo, nó không có cho người ta cái cảm giác ghét, nhưng nó cũng không có làm cho người ta cái cảm giác thương. Và mình cảm giác cái người này thì thật ra họ cũng không có ghét gì bạn. Cái kiểu sở lỡ của họ giống như mình nói, bản chất nó là cái năng lượng của họ rồi, nó là cái con người của họ rồi. Và mình cảm giác người này xã giao rất là tốt, và người này biết cách gọi là lấy lòng người khác ở một cái chừng mực nào đó, mà nó không có kiểu giống như đó là họ biết họ là ai, họ biết họ có cái gì, và họ cũng biết rõ là họ có thể cho được gì và họ có thể nhận được gì trong cái mối quan hệ đó.
Thành ra mình cảm giác cái năng lượng của người này nó không tốt nhưng nó cũng không xấu ha. Thì mình cảm giác giống như người này có thể là cô đồng nghiệp cùng nhóm, có thể là những cái người mà bạn kiểu giống như là đối tác, hoặc là những cái người mà bạn gọi là có qua có lại thôi. Nó là một cái kiểu chơi mà mình cảm giác gọi là giống như nước sông không vào nước giếng, nhưng mà kiểu giống như nếu mà cùng cần nước thì đôi bên đều có nước để trao cho bên còn lại á. Thành ra mình cảm giác nó khá là ít nhất là nó cũng gọi là có chủ đích và nó có một cái công dụng, một cái chức năng, nhưng mà ở đây không có mang tính lợi dụng thôi. Cái một cái nữa là có một kiếm, thì mình nghĩ là có thể là có người muốn liên lạc, có người muốn nói chuyện với mấy bạn, có người cảm thấy có thể kết nối được với mấy bạn, hoặc ít nhất là có thể là có người giống như là muốn tìm đến mấy bạn. Mình cảm giác ở đây giống như chủ yếu là để hỏi thăm, để gọi là để hỏi thăm, hoặc là để mình dùng từ gọi là tìm kiếm cơ hội, hoặc là có thể gọi là họ nếu không phải là để hỏi thăm, không phải để tìm kiếm cơ hội, không phải để nhờ vả, thì cái năng lượng là cái năng lượng này là cái năng lượng tìm tới để có công có chuyện. Nhưng mà công chuyện này thì nó cũng không phải là kiểu gây rắc rối cho bạn, cũng không phải là giống như là tôi có công chuyện và tôi muốn muốn trao đổi công chuyện với bạn, nhưng công chuyện ở đây không phải là rắc rối, không phải là những cái vấn đề đem ra để giải quyết, mà là nếu bây giờ chúng ta có thể làm việc được với nhau, chúng ta có cơ hội, chúng ta có thể bàn bạc, chúng ta có thể thảo luận gì đó, thì nó giống như cái kiểu năng lượng đó nhiều hơn là kiểu có công có chuyện. Còn nếu đây là một cái người mà ở phương xa, hoặc là một cái người ở xa, thì có thể là người này đang có ý định muốn gặp gỡ bạn, muốn tiếp xúc bạn trực tiếp, hoặc là muốn nói chuyện với bạn để mình dùng từ gọi là bạn hiểu hơn về, hoặc là họ hiểu hơn về cái tình huống, cái câu chuyện, cái vấn đề gì đó đang diễn ra trong cuộc đời bạn ha. Mình cảm giác ở đây giống như là mình dùng từ kiểu giống như là muốn cập nhật thông tin thì đúng hơn ha. Nhưng mà mình cảm thấy các mối quan hệ xung quanh của bạn ở thời điểm hiện tại, mình cảm thấy nó khá là cân bằng, mình cảm thấy nó khá là an toàn. Bảy gậy ha. Kỵ sĩ, không phải kỵ sĩ, người đưa tin gậy ha, và ba gậy cũng toàn là gậy không. Sang tới ba lá này á thì mình cũng có thấy một vài cái năng lượng nó không tốt, nhưng mà không tốt này thì kiểu cũng không phải là mình không thấy nó hại tới bạn. Mặc dù bảy gậy ở đây tức nghĩa là một cái người đang cố gắng gọi là chống đỡ, hoặc là cố gắng kiểu giống như là đứng bảo vệ cái vị trí của mình, nhưng mà mình cảm giác ở đây giống như là mấy người ở ở dưới họ muốn truyền, hoặc là họ muốn đưa cái cây gậy, hoặc là họ muốn đẩy cái cây gậy lên cho bạn. Và mình cảm giác giống như ví dụ là bạn, mình cảm giác giống như bạn thì bạn cảm giác giống như là tao đã có gậy của tao rồi thì tao cũng không có cần lấy thêm mấy cây gậy khác, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cảm giác giống như là bởi vì cái này nó giống như kiểu là bạn biết là nếu mà bạn nhận cái gậy này là bạn nhận trách nhiệm. Giống như ví dụ như ở đây bảy gậy không có nghĩa là chống đối đi, mình bỏ cái nghĩa chống đối sang một bên, mà mình để cái nghĩa gọi là đùn đẩy trách nhiệm đi nha. Thì bạn biết rằng nếu mà bây giờ tôi nhận cái trách nhiệm này thì tôi phải gánh nguyên một công chuyện, tại vì kế bên có người đưa tin gậy. Thì mình cảm giác giống như bạn nói là tao đã có đủ công chuyện của tao rồi, thành ra bây giờ tao chỉ làm công chuyện đó thôi, đừng đẩy công chuyện thêm cho tao. Thành ra mình cảm giác giống như là bạn dùng cái cây gậy, bạn bạn đẩy những cái cây gậy ở phía dưới ra. Thành ra những cái người này mình không nghĩ là hại đâu, nhưng mà kiểu cũng không phải là kiểu người mà giống như người ta nói cái người mà đi đùn đẩy công việc cho người khác, thì tức nghĩa là một là họ làm biếng, hai là họ không muốn làm cái chuyện đó nên họ mới đẩy cho bạn. Thành ra mình cảm giác chủ yếu là bạn phòng thủ là chính, chứ mình cũng không nghĩ là họ có thể đẩy được bạn ha, hoặc là làm gì đó tác động được hại đến bạn ha. Là cái thứ hai mình thấy. Cái thứ ba nữa là bạn có người đưa tin gậy và ba gậy, thì trong không biết sao nhưng mà mình nhìn nãy giờ mình vẫn cứ thấy là có cái năng lượng của người muốn tìm gặp mấy bạn, hoặc là cái năng lượng của một cái người nào đó, hoặc là bạn muốn gặp một trong hai cái năng lượng đó. Và cái năng lượng này là năng lượng trẻ, trẻ tức nghĩa là có thể nhỏ tuổi hơn bạn, hoặc là người này trông còn rất là trẻ, hoặc là người này làm những công việc liên quan đến gọi là sáng tạo, thiết kế, đồ họa, những công việc mang tính ý tưởng, marketing, event rồi đó, những cái gì mà nó đòi hỏi rất là nhiều những cái gọi là cái chất xám, cái bộ não không. Và mình cảm thấy cái bạn này thì có vẻ giống như là họ muốn liên lạc với bạn, họ muốn muốn mình dùng từ gọi là trao đổi với bạn về những cái chuyện đã qua. Và cái năng lượng của người này thì mình cảm thấy là
họ không, nếu mà bạn bạn đang nghĩ trong đầu bạn là một người yêu cũ hay là một người nào đó có tình cảm cũ với bạn, thì mình nghĩ người này không phải nha. Tại vì người này cũng không có nhu cầu muốn quay lại, người này cũng không có nhu cầu muốn phân bua gì ở đây. Mình cảm giác giống như là một người bạn lâu năm gặp, hoặc là một người thân quen lâu lâu gặp lại, họ muốn cập nhật về tình hình của bạn, hoặc là họ muốn biết về cuộc sống hiện tại của mấy bạn. Nếu mà bạn nào đang có giận dỗi ai đó, hoặc là đang có bực bội ai đó, hoặc là có thể là bạn đang không thấy thoải mái với ai đó, thì có thể là bạn sẽ phải gặp hoặc là tiếp xúc với một vài người mà kiểu giống như đó là bạn không thích lắm. Và mình cảm giác ở đây là cái người trong cái lá gọi là người đưa tin gậy, có một cái bà bận áo đen và một cái ông gọi là bận áo đỏ đó. Thì mình cảm thấy ở đây giống như là có cái người nào đó bạn cũng không có mấy mặn mà lắm trong việc tiếp xúc. Và cái bà áo đen này thì mình cũng cảm thấy kiểu giống như bà nói là bây giờ tao có lửa, mày có cần châm lửa vô cái gậy của mày không? Thì bạn nói là bây giờ ban ban ngày hoặc là còn thấy đường nên bạn không cần lửa. Thì bà này bà xách cái cây gậy bà đi, tức nghĩa là nó kiểu giống như vãng lai, nó kiểu giống như là người qua đường thôi. Nó cũng không phải là một cái giống như người ta có ý định giúp, hoặc là người ta có ý định liên hệ, hoặc là người ta có ý định gọi là tốt thôi. Nhưng mà kiểu giống như bạn cảm thấy không cần thì bạn 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 từ chối, bạn khước từ ha. Thành ra mình cũng cảm thấy nó không có gây hại, không có gây hại. Nếu mà bạn nào đang có những cái vấn đề mà trông mong tin tức từ người ở xa, hoặc là bạn đang đang có công chuyện với người ở xa, hoặc là bạn đang có vấn đề gì nào đó với người nam á, thì mình cảm thấy cái người nam này có vẻ giống như khá khá là hướng về bạn, hoặc kiểu giống như là mong chờ tin tức từ bạn, hoặc là họ mong chờ một cái phản hồi gì đó từ bạn. Nhưng mà mình cảm thấy bạn không có mấy muốn gọi là quay mặt hướng về người này, hoặc là bạn né tránh, hoặc là bạn lẩn tránh, hoặc là bạn tìm cách ít gặp nhất có thể. Mình cảm giác giống như bạn chỉ lo tập trung vào công việc của bạn, lo vào những thứ mà bạn có thể làm. Mình cảm giác bạn hơi bận, hoặc là mình cảm giác năng lượng của bạn trong thời gian tới nó cũng không có quá nhiều thừa thải để mà bạn gọi là tiếp xúc với nhiều đối tượng. Mình cảm giác bạn khá là bận, hoặc là bạn khá là muốn tập trung vào những cái thứ mà bạn quan tâm thôi. Còn những cái thứ còn lại thì mình cảm thấy bản thân bạn không muốn đặt nặng, hoặc là không muốn bị ảnh hưởng ha. Thành ra mình cảm thấy có thể giống như là các mối quan hệ xung quanh của bạn nhìn tổng quan đó, nó khá là hài hòa, và kiểu có thể giống như là nó toàn là những cái chuyện ngắn ngắn ngắn, hoặc là những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Mình không có cảm giác cái năng lượng nó bị gọi là bị xáo trộn, hoặc là có cái vấn đề nào đó liên quan tới kiểu giống như tiểu nhân hay người này người kia ha. Xin chào các bạn, chọn tập số 2 trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì ai đang muốn mà ai đang muốn mà là chắc các mối quan hệ xung quanh của bạn ha, 10 tiền, 10 kiếm và ba kiếm ha. Cái năng lượng này thì hơi kỳ ha, nhưng mà mình cứ đọc đi nha. Hơi kỳ nhưng mà thôi nên đọc. Trong gia đình bạn, hoặc là trong những cái người thân xung quanh của bạn, có ai có vấn đề gì không? Mình cảm giác có cái gì đó không ổn lắm liên quan đến người thân, người trong nhà, hoặc là một vài vấn đề liên quan đến chuyện tan đàn xẻ nghé, hoặc là một vài cái vấn đề liên quan đến chia tay, chấm dứt, kết thúc, nghỉ chơi, bo bo xì, giận dỗi, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến tan 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 rã một cái nhóm nào đó, hoặc là sự tạm phải rời xa trong một vài tình huống nào đó, chứ không nhất thiết phải chia tay á. Thì nếu mà bạn nào đang trong một cái thời điểm khủng hoảng về các mối quan hệ, hoặc có những cái vấn đề liên quan đến lục đục nội bộ, mình không quan tâm lắm đến chuyện gọi là trong công ty, trong bạn bè hay là trong gia đình ha. Cái mình đọc ở đây là năng lượng, thành ra mình cảm thấy ở đây là cái tổng quan là nó đang xảy đến, và hoặc là nó đã diễn ra rồi luôn á. Thì nếu mà bạn nào nhanh thì có thể là cái chuyện này nó đã diễn ra và các bạn đang phải xử trí nó. Còn nếu mà bạn nào mà chưa có xảy ra thì có thể là trong thời gian tới có một vài cái tin tức mà nó khiến cho bạn không có mấy mặn mà lắm, hoặc là bạn cảm thấy khá là phiền. Nếu mà bạn nào đang có trục trặc với vấn đề với người nam, đặc biệt là nam lớn tuổi, nam lớn quyền, lớn chức, hoặc là lớn vai vế hơn các bạn, thì có thể bạn sẽ cảm thấy khá là phiền. Mình cảm giác thứ nhất là người này có vấn đề, thứ hai nữa là bản thân của bạn cũng không có thể xử trí được người này. Và cả hai bên sẽ cảm thấy dễ mất lòng, dễ phiền lòng, dễ bận tâm, bận lòng gì đó với nhau ha. Ở đây mình không phân biệt ai đúng ai sai, tại vì bài thứ nhất không lên, thứ hai nữa mình cảm thấy là có phân bua phân bài gì đó nó cũng không có giải quyết được vấn đề. Một cái nữa đó là nếu mà bạn nào đang có những cái trục trặc liên quan đến hội bà chị em bạn gì, những cái người kết nối thân thuộc, những cái người bạn lâu năm, thì có thể mình nghĩ sẽ có sự chia cách. Thật sự là cái năng lượng lên sự chia cách rất là cao, rất là mạnh, và nó làm cho người trong cuộc cảm thấy khá là nặng nề. Ở đây mình không nghĩ là người ta ghét bạn, mình cũng không nghĩ là người ta bực bội giận dỗi vì bạn. Mình chỉ cảm giác cái sự chia cách này, cái sự tan rã này, cái sự rời xa này là chuyện
không tránh được, là chuyện hiển nhiên. Và mình cảm thấy đôi khi giống như là có thể bởi vì những cái lý do khách quan thôi, chẳng hạn giống như là một người nghỉ việc, một người còn ở lại làm, một người di cư định cư, một người đi học xa, đi làm xa, hoặc là giống như là có một cái sự di chuyển liên quan đến nhà ở, nơi ở, nói chung những cái gì đó liên quan đến chuyện gọi là chuyện chẳng đặng đành, chuyện bất khả kháng, thì có cái gì đó liên quan đến những cái kiểu tình huống mà không thể nào đổ lỗi cho người trong cuộc được, thì có thể là hai bên phải tạm tách nhau ra hoặc là chia rời nhau ra. Còn các mối quan hệ xung quanh của các bạn mình nhìn thì mình nghĩ là có người rất là quan tâm, để tâm đến bạn năng lượng này, năng lượng nam. Thì mình cũng không biết được người nam này, mình chỉ đọc được một điều đó là năng lượng hơi già, người già, hoặc là năng lượng già, phải người già không, cái năng lượng già này không nhất thiết phải là người già. Kiểu bạn này có thể hơi già đời, hoặc là kiểu người khá là tự lập, hoặc là kiểu người khá là già hơn so với bạn đồng trang lứa, thì có thể là có một cái năng lượng nam, mình vẫn nghĩ là nam ha. Chứ nữ mà tính dài thì tính như đàn ông nha. Tại vì mình thấy ở đây cái năng lượng của bạn này khá là quan tâm, để tâm tới những người xung quanh của bạn đó. Tuy nhiên nó hơi bị già, cái cách suy nghĩ nó hơi bị cổ hủ, hoặc là nó hơi cũ. Và mình cảm thấy bạn này lo qua hành động, lo qua cách gọi là âm thầm thôi. Mình không có cảm nhận được cái năng lượng là lo ra mặt đâu. Mình cảm giác là một cái người để tâm những cái chuyện xung quanh, để tâm những cái người xung quanh bằng hành động, giống như là cần thì họ giúp, nói thì họ giúp. Chứ người này cũng không có muốn can thiệp hoặc là can dự vô cuộc đời của người khác. Mình cảm thấy như nếu mà bạn nào đang có những cái sự liên lạc với một cái người nữ nào đó, thì có thể người này cũng không có muốn liên lạc lắm với bạn, hoặc là bạn người này cũng không có muốn tiếp xúc với bạn lắm. Nếu mà bạn nào mới chia tay người yêu, hoặc là có những cái vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm mà lục đục nội bộ á, thì mình nghĩ là tạm thời khoan hãy liên lạc lại người này. Tại người này đang khá là buồn, hoặc là đang khá là giận. Trong một số trường hợp thì họ có một vài chuyện không thể nói được với bạn, hoặc là một vài cái vấn đề mà họ cảm thấy không nên nói, hoặc là không muốn nghe. Tại vì mình cảm giác cái năng lượng ở đây là không có muốn tiếp nhận thêm thông tin, không có muốn gọi là kiểu giống như là tiếp cận, tiếp xúc gần, không có muốn gặp mặt, không có muốn gặp lại, không có muốn nghe, muốn giải thích, muốn nói chuyện gì hết. Mình cảm thấy mọi thứ nó đang khá là không phải là mơ hồ, nhưng mà đại loại nó khá là rối bù, nó khá là hỗn độn, hỗn tạp. Bạn này cần thời gian để gọi là xử trí lại những cái bên trong của bạn đó. Thành ra bạn đó tạm thời không có muốn gọi là bị tác động hoặc là bị can thiệp. Một số bạn thì mình cảm thấy như nếu mà bạn nào trong mình vẫn nghiêng về phần gia đình của mấy bạn, nếu mà gia đình bạn có ai đó đang có vấn đề về sức khỏe, bệnh tật, thì mình cũng không dám nói gì nhiều, nhưng mà mình mong mọi chuyện sẽ ổn. Còn nếu mà bạn nào đang có những cái vấn đề liên quan đến gọi là cũng gia đình lục đục, hoặc là gia đình có nội hàm gì đó ở đây mà nó liên quan đến việc chia tách, chia rời, ly dị, ly tán, thì có thể là chuyện này là chuyện không thể tránh được nha. Mình cảm giác có những cái lời bàn ra tán vào, có những cái lời cũng không phải là người ta miệt thị, cũng không phải là người ta chê trách, nhưng mà mình cảm thấy giống như là than khổ, hoặc là có những cái lời than vãn ha. Mình cảm giác có rất là nhiều cái năng lượng bế tắc và bi quan ở trong đây. Nói chung bài Linh mình không có thấy tốt. The Devil ha, Queen of Pain ha, và hai tiền. Nếu mà bạn này lên mà hỏi mình gọi làm chắc các mối quan hệ xung quanh á, thì thật sự mình cảm giác các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn ở thời điểm hiện tại có thể nó cũng không tốt lắm. Nhưng mà trong thời gian tới á, khi mà qua The Devil rồi, thì mình nghĩ là sống yên bể lặng. Nhưng mà tạm thời các bạn phải chịu cực, chịu khó được một thời gian nữa nha. Tại vì mình cảm giác giống như đó là mọi thứ nó đang giống như mình cảm giác bạn đang cố gắng cải thiện, hoặc là cải tổ, hoặc là xây dựng lại các mối quan hệ xung quanh, hoặc là bạn đang cố gắng hoàn giống như là kết nối lại. Nhưng mà mình cảm giác mọi cái nỗ lực của bạn rồi mọi thứ mà bạn kiểu giống như là cố gắng để vung vén, vung bồi, hoặc là bạn cố gắng thay đổi, sửa đổi á, thì lại không có mang lại một cái hiệu quả, không có mang lại một cái thành quả nào đó thực tế, mà càng làm càng rối, càng làm càng càng phức tạp câu chuyện lên. Thành ra mình cảm giác giống như là bản thân của các bạn cảm thấy khá là kiểu giống như là làm kiểu giống như là bởi vì các bạn không có thay đổi được nhiều, và nó khá là rắc rối, và bạn cảm thấy giống như bây giờ mình càng dấy vào nó càng giống như soi hỏng bỗng không á. Thành ra cái thời điểm hiện tại có thể một số bạn mình nghĩ là
bài các bạn khuyên đó là nữ hoàng tiền và hai tiền, tức nghĩa là tạm thời nên dẹp nó sang một bên, hoặc là tạm thời đưa ra một cái phương án khác, hoặc là hòa hoãn, hoặc là trì hoãn, hoặc là kiểu giống như là kéo dài thời gian nha. Nếu mà bạn nào đang trong một cái cuộc chiến khá là căng thẳng về tiền bạc vật chất, hoặc là đụng độ về chuyện kiểu giống như là có sự, mình không dám nói là hãm hại về chuyện tài chính ha, nhưng mà nếu mà có đụng chạm gì đó đến hợp đồng tiền bạc vật chất tài sản nhà cửa đất đai đồ á, thì mình nghĩ ở đây nếu mà hỏi phần thắng thì mình không cảm thấy bạn sẽ thắng, nhưng mà mình không nghĩ là bạn thua, tức nghĩa là nó vẫn nghiêng phần lợi về bạn tại vì có nữ hoàng tiền và hai tiền, nhưng nó sẽ là ví dụ như bây giờ phân chia đi, mình ví dụ như phân chia đi ha, 7-3, 6-4, chứ khó lòng là được 5-5, nhưng mà kiểu nếu mà kiểu giống như bạn là bên người thua thì bạn 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 chỉ gần gần đâu đó được cái bạn mong muốn thôi, còn nếu bạn nằm bên thắng thế thì chắc chắn bạn sẽ bên được thắng thế ha. Thì mình nói cả hai vế để mọi người hiểu, giống tại vì nó sẽ có hai trường hợp, một là bạn bên thắng thế thì bạn sẽ giống như là bạn sẽ được 6-4 hoặc là 7-3 luôn, nhưng mà nếu bạn là bên thua thì mình cảm giác là bạn sẽ không giành được nhiều đâu, mình nghĩ tối đa là khoảng 4 là đã cao lắm rồi, tại vì mình cảm giác mọi chuyện nó đã đành rồi ha. Nếu mà bạn nào đang có ý định gọi là nếu mà bạn nào đang có gặp trường hợp mà cần được giúp đỡ thì có thể mình nghĩ là có người giúp đỡ hoặc là hỗ trợ cho mấy bạn, có thể không nhiều nhưng mà mình nghĩ là tương đối, còn nếu mà bạn nào đang có khả năng giúp đỡ cho người khác thì mình nghĩ có thể trong thời gian tới có người tìm đến để nhờ các bạn giúp đỡ, có người tìm tới để nhờ các bạn hỗ trợ về mặt tiền bạc vật chất hoặc là sự giúp đỡ trong công việc hoặc là cuộc sống ha. Một số bạn thì mình thấy là có thị phi một chút, có một vài cái lời gọi là buông dưa lê từ một người nữ. Nữ này thì mình cảm thấy cũng không mấy thân thân thiện hoặc là thiện cảm lắm về bạn, tuy nhiên cũng không, mình không nghĩ người này hại được bạn hoặc là làm gì được bạn, nhưng mà nói chung là hơi buông dưa lê hoặc là hơi nói những cái điều có vẻ không mấy tốt. Trong một số trường hợp nếu mà bạn nào có những cái vấn đề mà liên quan đến những cái người làm việc cùng thôi, mình không nghĩ là thân ha, thì mình nghĩ là các bạn có thể gọi là cân nhắc thêm một vài cái năng lượng theo kiểu giống như nếu mà bạn nào đang có trục trặc về kiểu cho người ta mượn tiền đòi lại không được, hoặc là bạn giúp đỡ ai đó mà bị người ta gọi là giúp người người giúp vật vật trả ơn, giúp người 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 trả oán đó, thì mình nghĩ thôi chấp nhận cho qua ha, tại vì bài là mình cảm thấy ở đây là cũng không có nên gọi là rạch ròi hoặc là cãi lý cái lẽ gì ở đây hết, mình cảm giác càng cãi nó càng làm cái câu chuyện giống như là phức tạp hơn, hoặc là nó càng làm cho cái vấn đề thêm chuyện drama không đáng có ha. Các mối quan hệ xung quanh của bạn ở thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy nó hơi lộn xộn, nhưng mà dễ bị châm dầu thêm lửa, hoặc là dễ bị nói ra nói vào, hoặc là bị đàm tiếu, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng không có thật sự ảnh hưởng được đến bạn. Nếu mà bạn thật sự không có làm cái gì hết thì bài này lên mình cảm giác là sau một thời gian thì người ta cũng hiểu và người ta cũng thông cảm, hoặc là người ta cũng thấy được rõ ràng là bạn không có gì hết. Thành ra mình nghĩ nếu mà bạn nào không tự cảm thấy là bản thân mình không có làm cái gì sai, cũng như không có thật sự là mình có làm một cái gì đó ẩu tả, hoặc là nếu bạn thật sự bạn có làm cái gì đó ẩu tả, làm sai, làm quấy, làm càn, thì mình nghĩ là nên nhận lỗi ha, nên 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 thay đổi hoặc là nên cố gắng sửa, tại vì bài này lên là dù bạn đúng á thì bạn cũng có cách sửa, dù bạn sai thì bạn cũng có cách sửa, thành ra mình nghĩ là đường nào bạn cũng không có thiệt hết. Thành ra nếu mà bạn nào đang gặp những cái vấn đề rắc rối mà do bạn tạo ra, hoặc là do những cái gọi là bản thân vô ý vô tứ, hoặc là tình ngay lý gian đó, nếu mà bạn nào bị rơi vô cái tình huống là tình ngay lý gian nha, thì mình nghĩ là các bạn nên gọi là cứ thành thật, cứ nói thẳng, hoặc là cứ khắc phục trong khả năng có thể, mình nghĩ là bản thân bạn sẽ gặp được người hỗ trợ, hoặc là người ta cũng sẽ tin bạn thôi. Mình nghĩ ví dụ như bạn cái tình ngay lý gian, giống như ví dụ như 10 người thì mình nghĩ là 6 người tin bạn không làm, 4 người tin bạn làm, thì cuối cùng 6 vẫn thắng 4. Tại vì mình vẫn cảm thấy có người hơi kiểu không có đứng về phe bạn mà họ đứng về cái phe khác ha, phe chống đối ha. Xin chào các bạn, chọn tổ số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Check các mối quan hệ xung quanh của các bạn ha. 8 gậy, 5 gậy, 3 cốc. Tình chị em mến thương nha, chị em mến thương, tình thương mến thương ha. Thì mình thấy các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn thì thật ra trong đầu mình khi mình thấy tám gậy tự nhiên mình thấy kiểu giống như là có tình yêu á, mặc dù là nãy giờ tụ một tụ hai là mình không có thấy có cái nào bay tới theo kiểu tình yêu nha, nhưng mà mình cảm thấy là có người để ý mấy bạn, nhưng mà người ta đang khá là phân vân về cái việc là nên nên có nên tấn công hay không, hoặc là có nên
có nên cân nhắc về mối quan hệ này hay không. Cái này thì mình sẽ không nói nhiều tại vì mình không thấy nhiều, mình chỉ thấy đúng ở trong cái lá tám gậy. Tại thường tám gậy đó là crush, thường là tám gậy đó là tình cảm xẹt qua hoặc là những cái cảm xúc lâng lâng khó tả, nhưng mà nó chỉ là giống như mình nói bạn là một khoảnh khắc, một phút giây, một cái đồng hồ nó tích tắc vậy thôi, chứ nó không phải là thứ lâu bền. Và quan trọng nhất đó là cảm xúc nhất thời ha. Thành ra mình cũng không có dám đọc nhiều, bởi vì có con lá tám gậy à, thành ra mình không có đủ thông tin để mình giải. Nhưng mà nếu mà hỏi mình gọi là check các mối quan hệ xung quanh thì đúng thiệt sự là có người để ý mấy bạn, và họ kiểu giống như là họ tò mò về bạn, họ muốn biết thêm về bạn. Tuy nhiên nó vẫn còn khá là mơ hồ và còn sớm để quyết định ha. Kế bên nữa là có năm gậy và ba cốc. Thật ra năm gậy thì mình cảm thấy ở đây không phải là đấu tranh, cũng không phải là cãi nhau, mà năm gậy ở trong cái bộ bài này đối với mình đó là so gậy. So gậy tức nghĩa là so cái gậy ai tốt nhất. Bạn muốn hiểu theo nghĩa nào bạn hiểu. So gậy ở đây tức nghĩa là mọi thứ mình cảm thấy là ai cũng có một cây gậy và ai cũng so với nhau, và mình cảm giác giống như là ai cũng nói gậy của mình là tốt, ai cũng nghĩ gậy của mình là đẹp. Nhưng mà ở đây mình không thấy là quánh nhau, mình cũng không thấy là cãi nhau, mà mình cảm giác giống như ai cũng muốn chứng minh mình đúng, hoặc là ai cũng muốn thể hiện ra mình cũng là người có tài, rồi sau đó để cho mấy con quạ, mấy con diều hâu, mấy con gì bay trên đầu á nó nhìn thôi. Thành ra mình cảm giác nó chỉ hơi gọi là manh mún một chút, tức nghĩa là nó thiếu tính đoàn kết, tức nghĩa là nó hơi kiểu lộn xộn hầm bà lằng, nhưng mà không rối ren nha, không rối ren, nó chỉ là hơi kiểu mất trật tự, mất mỹ quan đô thị kiểu giống vậy. Giống như ví dụ như người ta chất ngay hàng thẳng lối thì của mấy bạn nó hơi kiểu xô bồ, nó hơi kiểu bừa bừa bày bày, nó tào lao mới lao vậy thôi. Chứ mình cũng không nghĩ là những cái người này họ có ý định gọi là tranh cãi với bạn hay là cãi để thắng bạn. Tại thường năm gậy là quýnh lộn, mất đoàn kết, hãm hại, hoặc là đôi khi trong một số trường hợp có nghĩa liên quan đến chuyện gọi là vùi dập hoặc là đè đầu nhau ha. Thì ở đây mình không có cảm thấy cái năng lượng đó. Tuy nhiên cái bên thì có ba cốc thì mình thấy cũng khá vui cho mấy bạn, tại vì ba cốc là trong thời gian tới thế nào cũng có tiệc mừng, cũng có ăn uống, cũng có nhậu nhẹt, cũng có những cái gì đó liên quan đến gọi là nói chung là đàn đúm nói chung. Thì mình cảm thấy là có thể các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn cũng khá là vui, hoặc là ít nhất cũng có họ chị em bạn gì nhỏ nhỏ, hoặc là cũng có những cái gọi là những cái gì đó mà khiến cho mấy bạn thấy vui ha. Tại vì mình cảm giác là những cái buổi nhỏ nhỏ, những cái buổi gặp gỡ nhỏ nhỏ, những cái buổi nói chuyện nhỏ nhỏ, hoặc là những cái buổi gì đó liên quan tới gọi là vui chơi nhỏ nhỏ thì có thể sẽ có mấy bạn hoặc là có mặt mấy bạn. Trong một số trường hợp nếu mà ba cấp mà dịch theo kiểu nghĩa rộng hơn một chút thì nó có thể là nó sẽ liên quan đến cái gì bạn biết không? Nó liên quan tới gọi là đi ăn ăn tiệc á, có thể là đám giỗ, sinh nhật, đám hỏi đấy, đám cưới, à không đám cưới thì không ba cấp được, kiểu giống như là tiệc mừng thôi, tiệc mừng hoặc là thông báo báo hỷ á, kiểu giống như báo hỷ, báo báo có đám cưới, đám hỏi, báo có con, báo thôi nôi, báo đại tháng, nói chung những cái gì liên quan đến báo 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 đó. Thì nhưng mà không phải báo nhà báo cửa nha, nhưng mà báo tin vui. Rồi mình thấy những cái mối quan hệ xung quanh của mấy bạn, đặc biệt là liên quan tới tình chị em á, thì mình thấy là có tình chị em keo sơn bền chặt ha. Có thể là các bạn sẽ tìm ra những cái người bạn, hoặc là gặp được những cái người đồng chí hướng, hoặc là có thể bạn sẽ cảm thấy trong thời gian tới bạn sẽ gắn kết được với một vài người, hoặc là một vài đối tượng mà ở đó bạn cảm thấy khá là vui, hoặc là cảm thấy khá là ổn trong cái mối quan hệ này. Ngoài ra nếu mà bạn nào đang thật ra nha, hồi nãy khi mà mình nhìn cái lá tám gậy á, xong rồi mình lướt một mắt mình qua ba cốc á, thì mình thấy tình yêu, nhưng mà mình vẫn thấy căn cơ nó nằm ở lá tám gậy nhiều hơn. Thì thật ra ba cốc mình cũng có thể giải được kiểu tình yêu, nhưng mà nếu mà để nói thêm về cái câu chuyện tình yêu còn dang dở hồi nãy ở lá tám cốc á, tức nghĩa là mình nói ở lá tám gậy á, mình nói là có người để ý mấy bạn á, thì thật sự người này mình nghĩ rất gần nha mấy bạn. Tại vì tám gậy và ba cốc tức nghĩa là nó gần lắm, nó có thể tiếp xúc được với mấy bạn, hoặc là nó ẩn ẩn ở đâu trong các mối quan hệ với mấy bạn đó, chứ nó không có xa đâu, kiểu giống như là đồng nghiệp nè, bạn chơi chung nè, bạn của bạn mình nè, hoặc là có một cái kết nối trung gian nào đó thông qua một mạng xã hội, hoặc là thông qua những cái người thân bạn bè. Giống như ví dụ như thằng đó là bạn của mình, bạn là bạn nữ chơi chung với mình với bạn chơi tương đối thân, và cái thằng bạn đó của mình biết là mình có một cái con nhỏ bạn chơi thân, và thằng đó nó vẫn thấy được mình nói chuyện với bạn mỗi ngày, thì cái thằng đó là cái thằng mà mình nói nó để ý bạn á, tức nghĩa là cái thằng này nó phải kế bên mình luôn, và nó biết là mình với bạn nói chuyện nhưng bạn không biết nhiều về nó, và nó cũng không biết quá nhiều về bạn, tuy nhiên nó biết là mình chơi với bạn. Là kiểu là tám gậy ba cốc, tức nghĩa là chúng ta có liên kết với nhau, có biết nhau sơ sơ, hoặc là có thể bạn vẫn ví dụ như những cái thứ mà mình trao đổi, mình nói chuyện với mình nói tao hay đi chung với thằng bạn, tao có một thằng bạn thân á, thì bạn thân của tao nó cũng chơi chung với tao lâu lâu A B C D vậy đó, thì mình có thể nói với bạn, tại vì bạn cũng là bạn của mình, thì đôi khi mình cũng sẽ kể những cái câu chuyện trung gian về một cái người bạn nào đó khác, thì bạn cũng biết là à mình có một cái thằng bạn là cái thằng đó đó, và nó
có thể là thông qua một cái mặt trận nào đó, thông qua một cái hệ thống nào đó mà bạn vẫn có thể thấy, giống như ví dụ như những cái kênh xã hội trung gian thôi, nó giúp cho bạn thấy được là à mình có tương tác với người này, mình hay tương tác với người nọ, hoặc là bạn có thể xem profile của họ sơ sơ, nói chung manh mún thôi, tại vì thật sự là mình cảm giác cái năng lượng này không quá mạnh nha, thành ra mình chỉ có thể nói thêm cho mấy bạn một chút vậy thôi. Emperor, Justice và Page of Swords. Nếu mà hỏi mình gọi là check cái kết nối xung quanh của mấy bạn, thật sự mình cũng không không cảm thấy là nó sẽ có một cái năng lượng xấu nào đó ở trong đây. Có vẻ giống như tụ hai hôm nay là gặp gặp chuyện xấu, nhưng mà tụ ba thì mình cảm thấy là các bạn có những cái mối quan hệ xung quanh của mấy bạn ở trong thời điểm hiện tại mình nghĩ là ở mức ổn thôi, nó không tốt nhưng mà nó cũng không tới nỗi xấu. Nhưng mà mình muốn hỏi một chút xíu đó là trong thời gian vừa qua nha, bạn có làm Phật lòng Phật ý một Ayya nào đó không? Ayya đây tức nghĩa là ý của mình, giống như là ngày xưa vua chúa thì sẽ có Ayya hoàng hậu nương nương cách cách rồi quý phi nương nương quân rồi ông vua rồi đó, thì bạn có vô tình đụng độ với mấy cái quý quý nương nương nào trong đây không? Tại vì mình không có coi cung đấu nên mình không có biết, mình rất là ngại coi cung đấu nên kiểu giống như là cung thâm kế hiểm vậy đó, mình không có coi mấy cái kiểu giống vậy, thành ra mình không biết là cái kiểu quý phi nương nương công chúa hay là thái giám hay là công công nào đó trong đây đó, kiểu giống vậy đó, mà bạn có thể đặt họ vô tình huống là công việc, tức nghĩa là như là hay mách lẻo với sếp, hoặc là bạn lỡ đụng anh chị em họ hàng gì đó, hoặc là một cái thân cận, hoặc là một cái người sếp nào đó, hoặc là bạn của sếp, hay là lỡ nói một cái lời nào đó đụng chạm trực tiếp tới đồng nghiệp hoặc là người chơi thân với sếp không? Tại vì mình thấy có cái gì đó ở đây, có một cái lời gièm pha, có một cái lời đóng gió, nhưng mà mình thấy bạn không sai, nhưng mà mình cũng không thể nào bênh được bạn, tại vì mình thấy cái lời của bạn nó hơi bị nguệch tẹt á, và mình nghĩ là chắc thế nào bạn cũng dính chưởng. Nói chung là mình cảm giác là cũng không phải là khiển trách, cũng không phải là phê phán phê bình, cũng không phải là kiểu như là đuổi hay là làm một cái gì đó mà nói nặng nói nhẹ đâu, mà mình nghĩ là một cái lời nhắc thôi, kiểu giống như ví dụ như mình biết là bạn là một cái gọi là quan chính liên minh đi ha, thì mình sẽ nói với bạn giống như là lần sau nhớ cẩn thận, đừng có để cho thiên hạ nó xì xầm, đừng có để cho những cái đừng có để cho những cái lời nói của mình nó vô tình gây gây hấn với những cái người mà hay bỏ bụng hay ghim. Thì nếu mà bạn nào mà lỡ có kiểu thẳng tính quá, hoặc là lỡ đụng chạm tới quan chức, nói chữ quan chức thì hơi kỳ nhưng mà mình không biết dùng từ sao hết, nhưng mà kiểu giống như là bạn đụng ai có quyền, có chức, có danh phận, có địa vị, có quyền lực thì nên nên cẩn thận giùm mình, tại vì mình cảm thấy ở đây là có người không ưa bạn đâu nha, mình cảm thấy không phải một người đâu, vài người á, nhưng mà kiểu làm giống như là không phải là mượn dao giết người, nhưng mà cũng không phải là thân tình tình thương mến thương gì với bạn, nhưng mà mình nghĩ một phần là cũng do cái tánh của bạn, cái tánh của bạn mà đã đi Emperor mà còn chết là tức nghĩa là rất là khó ăn khó ở đó, thật ra cũng không phải là khó ăn khó ở nhưng mà kiểu khó tính đó, rất là khó, rất là nghiêm, rất là nguyên tắc và đôi khi hơi cứng đầu, thành ra trong một số trường hợp nếu mà bạn nào có những cái kiểu giống như là cái tính cái nết nóng tính như vậy thì nên sửa, hoặc là ít nhất là nên bớt bớt cái miệng lại ha, mình cảm giác là có nam hoặc là có nữ tính nam khá là không có thích bạn. Ngoài ra nữa là mình muốn hỏi chút xíu là nó liên quan tới gia đình của mấy bạn, mình muốn hỏi gia đình nhỏ của mấy bạn chẳng hạn như ba mẹ, anh chị em ruột trong nhà có hay có cái vấn đề gì đó còn kiểu hơi 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 bằng mặt không bằng lòng với nhau không? Mình ví dụ nha, ví dụ như bạn với ba mẹ bạn hoặc là bạn với ba bạn hoặc là mẹ bạn có một cái vấn đề nào đó mà trước giờ nói tới nói lui hoài không có được không? Kiểu giống như ví dụ như mình sẽ than phiền là ở con ơi sao dạo này con như thế kia, hoặc là trời sao giờ này con còn chưa lấy chồng, con chưa lấy vợ, hoặc là con ơi sao con hay thay đổi công việc quá, con ơi sao con thất nghiệp lâu lắm rồi, con ơi sao con không có kiếm công việc mới, con làm đi sao mẹ cứ thấy con hay than công việc này tệ, con cứ hay than chỗ này con làm mệt, sao con có hay nói là sếp này chưa tốt, ủa sao mẹ hay thấy con kiểu giống như con than vãn, con nói này nói nọ, hoặc là bạn bè con nó đi lấy chồng bây giờ nó đẻ 10 kiếp hết rồi sao con chưa làm này chưa làm cái kia, hoặc là kiểu con ơi sao con làm biếng quá, sao con ở dơ quá, sao con này nọ quá, tức nghĩa là có những cái vấn đề nào đó mà nó liên quan đến chuyện gia đình của mấy bạn, hoặc là thậm chí nặng hơn nữa tức nghĩa là bạn phật lòng cha với mẹ bạn, hoặc là có những cái vấn đề gì đó liên quan đến chuyện là kiểu giống như là cãi lời không, tại vì mình thấy ở đây có cái gì đó đụng chạm tới gia đình hoặc là dòng họ ha, mà mình cảm giác giống như là mình vẫn cảm giác cái lý thì bạn không không cái tình thì bạn không sai, nhưng mà cái lý đôi khi bạn bị đuối
hay là ngược lại, ta cái lý bạn đúng nhưng mà cái tình bạn sai, nói chung đại loại một trong hai cái đó ha. Rồi mình thấy có một cái người nam nào đó muốn liên lạc, muốn gặp bạn, muốn tìm bạn nha, nhưng mà mình không có cảm nhận được là bạn bạn muốn liên lạc hoặc là tìm gặp cái người này, hoặc là cũng có thể là nếu mà không phải là liên quan tới chuyện tìm gặp á, thì mình cảm thấy có người muốn gọi là muốn liên lạc, muốn muốn gặp gỡ, muốn tiếp xúc, muốn hiểu bạn nhiều hơn, muốn rút gọn khoảng cách, hoặc là muốn liên lạc với bạn vì có mục đích. Tại vì nếu không phải là tình cảm, nếu không phải là liên quan đến cảm xúc thì là liên quan đến công việc ha. Mình nghĩ có người đang chờ bạn, có người bạn có quên, bạn có hứa hẹn ai gì mà bạn chưa làm không ba? Tại vì bãi đây mình thấy có cái gì đó liên quan đến chuyện là người ta chờ hoài mà người ta không thấy bạn làm, hoặc người ta đợi hoài mà người ta không thấy bạn nói á. Thành ra mình cảm giác giống như là trong một số trường hợp, nếu mà bạn nào đang có những cái vấn đề gì đó liên quan đến chuyện là kiểu giống như là có những cái vấn đề mà lỡ hứa, hoặc là cần phải làm giúp người ta, hoặc là bạn đã nói chung bạn có thể giúp được người ta thì bài này lên nên giúp ha. Ngoài ra mình cũng cảm thấy là có một cái nhân vật nữ, có thể là họ sẽ muốn gặp gỡ để nói chuyện riêng gì đó với bạn một vài cái vấn đề có liên quan, mà kiểu giống như là kiểu như chị em tâm tình, hoặc là kiểu giống như là bạn bè tâm sự ha. Tại vì mình thấy ở đây là có người muốn gặp bạn để nói những cái chuyện riêng tư, những cái chuyện tương đối thầm kín, hoặc là những cái chuyện tương đối là khuất tất ở phía sau á. Nhưng mà ở đây không không phải là nói xấu nha, mặc dù mình dùng từ khuất tất nhưng ý của mình ở đây không phải là nói xấu, không phải là đi thị phi, mà kiểu là cái chuyện đó không thể nói đường đường chính chính trước mặt nhau được, hoặc là không có thể nhắc nhở nhau một cách công khai trước mặt mọi người được, thì có thể là sẽ là nói sau lưng, nói nhỏ sau lưng, nhắc khéo sau lưng.